diện tích dân Triều Tiên North Korea. Vị trí địa lý, nằm ở Đông Bắc Á, nửa phía bắc của bán đảo Triều Tiên, Giáp Nga, Biển Nhật Bản, Hàn Quốc, Vịnh Hoàng Hải và Trung Quốc. Tọa độ, 40.000 Vĩ Bắc, 127.000 Kinh Đông. Diện tích, 120.540 km vuông. Khí hậu, ôn hòa, mưa vào mùa hè. Nhiệt độ trung bình tháng 1, 50C, tháng 7, 2B, tháng 7, 240C. Lượng mưa trung bình, 900, 1.500 mm địa hình, chủ yếu là đồi và núi, đồng bằng ven biển ở phía tây và phía đông. Tài nguyên thiên nhiên, than đá, trì, von fram, kẽm, than trì, ma sắt, đồng, vàng, pyrite, muối ăn, tiềm năng thủy điện. Các dân tộc, người Triều Tiên, chỉ có một số ít cộng đồng người Hoa và người Nhật Bản. Ngôn ngữ chính, tiếng Triều Tiên. Dân số hiện tại của Triều Tiên là 26.18.196 người vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Triều Tiên hiện chiếm 0,33% dân số thế giới. Triều Tiên đang đứng thứ 54 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Triều Tiên là 216 người trên km2. Với tổng diện tích đất là 120.387 km2, 62,64% dân số sống ở thành thị, 16.182.543 người vào năm 2019. Độ tuổi trung bình ở Triều Tiên là 35,8 tuổi tôn giáo, đạo Phật và đạo khổng, một số ít người theo đạo Thiên Chúa. Các khu vực hành chính, 9 tỉnh và 3 thành phố, Cha Gang, Ha Em Gờ Bắc, Ha Em Gờ Nam, Hoàng Ha E Bắc, Hoàng Ha E Nam, thành phố Ca E Song, thành phố Nam Po, Ngan Bắc, Rô Nam, thành phố Bình Nhưỡng, Giang Gang. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên rất giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung cao độ. Đất nông nghiệp được tập thể hóa, các ngành công nghiệp đều do nhà nước quản lý dưới hình thức sở hữu nhà nước. Công nghiệp nặng được chú trọng đặc biệt, nhất là công nghiệp quốc phòng. Quốc Khánh 9/9/1948. Danh làm thắng cảnh: Bình Nhưỡng, Công viên Moranbong, núi Kim Cương, vịnh Triều Tiên. Giáo dục: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có hơn 200 trường đại học và cao đẳng, hơn 4.000 trường trung học và gần 5.000 trường tiểu học. Chương trình giáo dục 10 năm là bắt buộc và miễn phí. Tình trạng mù chữ gần như đã được xóa bỏ. Các kỳ thi vào trường đại học tổng hợp kim nhật thành và các trường đại học khác tổ chức nghiêm ngặt và có chất lượng cao thủ đô bình nhưỡng Pyongyang, danh các thành phố lớn trong jin nam po Sinui.